Lý do hôm nay cô gọi hai bạn đến đây là bởi vì có một chút thay đổi trong tiêu chí của cuộc thi Tiếng Hát Mùa Hạ. Thay vì chọn một tiết mục mang âm hưởng dân gian, ban tổ chức đã ưu tiên chọn tiết mục dòng nhạc trẻ. Điểm vũ đạo và điểm hát sẽ là 50-50. Sau khi thống nhất với hội đồng và cô chủ nhiệm của các em, chúng tôi quyết định Yến sẽ đi thay cho Thảo. Em cảm ơn cô ạ. Thảo này, cô hy vọng là sẽ có một dịp khác để luyện cho em nhé. Dạ, vâng ạ. Hello em. Sao tập mình này? Anh Mượt đâu? Thằng Mượt đã uống sữa, chạy cả đêm hôm qua, hôm nay anh tập mình. Này, làm quả mận. Thôi anh ngồi. Thì thôi. Về sớm thế. Hôm nay cô gọi lên có vụ gì đấy? Ta bị loại rồi mày ạ. Lại diễn. Chết. Nói thật đấy. Thật á? Không thể nào mà có chuyện như thế được. Thì mai trường thông báo lên mà xem. Thế là con Yến được chọn đúng không? Đúng không? Ta không biết con ấy có chiêu gì mà con Nguyệt lại o bế như thế. Tao nghiệm ra rồi mày ạ. Đúng là chuyên môn không bao giờ quan trọng bằng kỹ năng mềm. Là sao? Ừ. Là mày ngốc chứ không phải tao ngốc. Mày không thấy à? Dạo này con Yến với cô Nguyệt cứ gian gian díu díu mập mờ, suốt ngày thậm thà tận thụt với nhau. Con Yến cứ cô ơi thế này, cô ơi thế kia, nghe ngứa hết cả tai, ghét bách cả nhau. Mà thôi, không phải làm, tâm trạng nó không tốt, để tao làm nha. Tao sẽ nấu cho mày một bữa thật ngon. Alo, em nghe đây ạ? Dạ. Vâng ạ. Vâng, em biết rồi ạ. Em hỏi chị. Ừ? Sao mặt cứ xị ra thế? Ta bị cho nghỉ việc ở trung tâm rồi. Thôi xong. Vụ này chắc chắn là do tao luôn. Tại tao xui mày đi tạm ứng tiền lương ở trung tâm. Thế nên là cô ghét mày, cô mới đuổi mày đấy. Chắc là như thế rồi. Ngọc này, tao tính rồi. Tao sẽ đi hát ở ngoài. Mày đi hát nhiều ấy, có nhiều mối chỉ tao ấy, được không? Nhá. Thì cũng có. Nhưng mà bố mẹ mà biết là không xong đâu. Nhưng mà không đi hát thì tiền đâu mà trả nợ.